Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thiết bị phòng tắm Achio. Vách kính tắm là dạng kiến trúc vách ngăn phòng tắm đứng, sử dụng kính cường lực trong suốt, tạo cảm giác thông thoáng, tạo sự liền mạch cho không gian, giúp nền phòng vệ sinh luôn khô ráo, sạch sẽ. Vách kính mang lại sự tiện nghi cho nội thất phòng tắm, giúp giữ ấm vào mùa đông, làm cho không gian phòng tắm trở nên hiện đại và tinh tế. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn vách kính phòng tắm đang được yêu thích trên thị trường, đó là vách kính Achio. Chúng ta cùng tìm hiểu các ưu điểm vượt trội về vách kính phòng tắm Achio nhé. Vách kính Achio được nhập khẩu nguyên chiếc. Khung và các phụ kiện đều làm bằng inox 304. Dùng công nghệ đánh bóng và xử lý oxy hóa dương cực mạ điện giúp bề mặt sáng bóng, mang lại sự chắc chắn, bền bỉ và thẩm mỹ cao. Bề mặt kính kháng khuẩn luôn sáng bóng, khả năng bám canxi, bám nước thấp. Nước bám trên bề mặt tạo thành giọt như trên kính sapphire, nước trượt như trên lá sen. Kính cường lực dày 8mm được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng 3C. Công nghệ chống nổ vượt trội bằng màng phin, giúp sản phẩm an toàn tuyệt đối. Kính chống nổ an toàn như kính ô tô, khi vỡ hạt kính nhỏ như hạt ngô, mịn, đồng đều, không bắn tung tóe mà hầu hết được gắn chặt với nhau bởi màng chống nổ. Cửa mở bền bỉ, có thể đóng mở tới 25.000 lần, vẫn nhẹ nhàng, êm ái. Vách kính tắm Achio sử dụng vật liệu cao cấp, an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường, dễ dàng vệ sinh. Vách kính Achio có nhiều màu sắc cho bạn lựa chọn, như màu inox bóng, tinh tế, màu đen hiện đại, màu vàng sang trọng. Vách kính Achio với nhiều kiểu dáng đa dạng phù hợp với mọi không gian nhà tắm của bạn. Các loại vách kính thông dụng: vách kính thẳng, vách kính cong, vách kính góc vuông chữ nhật, vách kính góc vát. Với vách kính thẳng, nếu bạn đã có không gian khu tắm xây sẵn ba mặt, bạn cần lắp thêm một vách kính thẳng để ngăn nước giữa khu tắm ướt và khu vực khô ráo khác trong phòng vệ sinh. Achio có rất nhiều lựa chọn cho bạn. Vách kiểu cửa lùa, một cánh cố định, một cánh trượt, hai cánh cố định, một cánh trượt, dùng cho kích thước vách rộng. Một cánh cố định, hai cánh trượt, giúp cho không gian cửa mở được rộng hơn. Hai cánh cùng trượt thuận tiện khi sử dụng. Vách kiểu cánh mở, một cánh cố định, một cánh mở, có thể mở vào trong, có thể mở ra ngoài, cũng có thể mở một góc 180 độ. Vách kính góc cong, phòng tắm kính uốn cong lắp đặt ở góc phòng là một giải pháp cho những không gian thiên về sự mềm mại, gần gũi, kết hợp rất đẹp với bồn cầu và lavabo dáng cong tròn. Về vách kính góc cong, Achio có vách cong đều và vách cong lệch, loại một cánh và hai cánh. Vách kính góc vuông chữ nhật, kiểu phòng tắm kính góc 90 độ với thiết kế chắc chắn, tinh tế, tạo không gian tắm rộng rãi. Phòng tắm kính góc vát là phòng tắm được khá nhiều người tiêu dùng lựa chọn hiện nay vì nó tận dụng được tối ưu những diện tích không sử dụng mà còn mang lại không gian hiện đại cho căn phòng.
Ngoài các loại vách kính thông dụng như các loại vách kính kể trên, Atio còn thiết kế các vách kính phòng tắm theo yêu cầu của từng không gian, từng khách hàng. Với sự linh động tuyệt vời về khả năng thiết kế và sản xuất, Atio khảo sát và lắp đặt miễn phí phòng tắm kính tại công trình, bảo hành 24 tháng. Vách kính Atio là sự lựa chọn số 1 cho không gian phòng tắm của bạn. Hãy để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn ngay cho bạn vách kính phù hợp nhất. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.